liếc ngắn ghi lại vụ cướp xe máy xảy ra cách đây không lâu trên đường Nguyễn Hãn Thủ, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hai tên cướp xe máy đang trên đường tháo chạy thì bị một xe bán tải chặn đầu. Tên cầm lái bị người dân ném tảng đá vào đầu trong khi tên ngồi sau chống trả quyết liệt với một người đàn ông khác. Dù bị người dân trên đường truy đuổi và tấn công liên tiếp nhưng chúng vẫn chạy thoát. May mắn là người dân không bị thương sau cảnh xô xát. Người dân dùng gạt ném vào đầu hai tên cướp xe máy, cho xe bán tải chặn đường vẫn không bắt được. Hai tên cướp được cho là có cầm theo hung khí. Đến cuối clip, người ta vẫn chưa rõ sự việc ngã ngũ ra sao. Vụ việc đang thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn mạng. Nhiều người tỏ ra sợ hãi với sự manh động của hai tên cướp. Đi ăn cướp hay đi giết người mà thủ sẵn hung khí. Ê người, may là không ai bị thương, thành viên Đức Anh giết. Người dân dùng đá đập đầu tên cướp là quá nguy hiểm. Chúng tấn công lại cũng lo mà gây thương vong cho chúng cũng là tai họa. Một dân mạng khác.